Chào anh em nha. Hôm nay mình gặp chiếc ghim nó bị nổ lực bụp nha anh em. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình xúc bình xăng nó nghe anh em. Bình xăng nó cặn hay gì đó chạy nổ lực bụp để mình nổ lên cho anh em xem. Anh em xúc bình xăng nha. Xúc này mình tháo cái này nha. Tháo xăng lại. Này kìa. Rồi mở cái này kìa. Xe này chạy không ngọt, nổ lực bụp kiểm tra lửa bọng rồi hết trơn rồi, giờ là chỉ có bị bình xăng thôi. Rồi mình xúc bình xăng. Nổ quá vậy chứ. Hồi nãy rồi chưa? Cúc nãy thịt rồi chưa? Mình dặn cái này ra nha. Dạ cứng quá. Chiều nay luôn. Quá dơ, con này nó quá dơ nè, chạy nó không ngọt nè. Nè, bụi quá chạy luôn nè. Nên thấy không, bụi quá chạy luôn, chạy bởi vậy chạy không đủ xăng nè, nó không có ngọt được nè. Bởi vậy mình phải xúc cái bình xăng lại là xe chạy ngọt lên. Kiểm tra bogie nữa rồi đầy đủ hết trơn mà chạy không ngọt thì giờ chỉ còn cách mình xúc bình xăng là nó là xong. Mình cũng gỡ cái mấy cái đốt này ra luôn nha. Mình dặn cái kim gió ra luôn. Ở trong nó cũng có cái lò xo nữa nè. Đó, giữ cái lò xo lại. Để rớt là kiếm không ra. Trong này nó còn dơ nè, mình lấy đồ mình thử ra.
sinh kim đót luôn. Vệ sinh cái này cho nó sạch nè, cho nó thông nha. Mình xịt cái này cho nó sạch luôn, cho nó thấm ra luôn. Rồi, sẵn mình vệ sinh cái bình cho nó sạch luôn nha. Sạch cho mấy cái lỗ này cho nó thông ra luôn. Rồi bây giờ mình gáp vô nha. Gáp cái kim này, cái đầu nhỏ vô trước nha. Xe này thì nó dễ nè, đầu nhỏ cứ gắn vô trước thôi. Tìm hoặc là dứt dẹp gì cũng được, mình xiết cho cứng lại. Rồi cái này cũng vậy, đầu nhỏ vô trước. Đây. Rồi giờ mình để bông tu vô với cái phao xăng vô đó, mình để cho nó treo vậy nè. Có bông tu treo phải để cho nó treo vậy nè đó, cho nó treo vậy nè, để vô. Có cái lỗ đây, dưới đây mình lịch nó ngay. Rồi xong, vậy là xong. Bắt ốc vô, bắt ốc vô là mình siết đều hai bên nha, không có bên nào cứng hoặc bên nào mềm cái nha, nó bị mo bình xăng nha. Đó, mình siết bên đây nhẹ rồi bên đây siết nhẹ vô. Đó. Siết đều vô, mình siết nhẹ nhẹ đều vô, đừng có siết bên đây nặng bên đây nhẹ. Mình hồi mình siết lại cái nó bị mo, nó mo cái nó chảy xăng vòng vòng đây nghe anh em. Và mình mấy cái bình xăng này khó làm thì mình để ý làm từ từ thôi, chứ đừng có siết cứng quá rồi hồi nó bị mo. Bây giờ mình dẫn cái chỉnh gan ti vô. Anh em nào ở nhà mà muốn xúc bình xăng thì cứ dòm theo cái clip của mình thì cứ làm ok nha. Cũng đơn giản dễ thôi, làm y theo mình là được hết. Rồi gắn cái, nhớ có phải có cái gòn mũ ngay chỗ đây nha, để cho nó lòn hơi nha. Cái kẻ bự đó là bên chỉnh anh thi, kẻ nhỏ bên này gắp đúng vậy đó, nó chạy mới được, không á là nó bị hủ nha.
thôi. Từ đầu vậy đó, cho anh em nào mới biết cách làm thì cho nó dễ. Cái nhầm khi mình làm được khúc đầu với khúc giữa cuối mà khúc giữa mình không có quay á, thế hồi không biết đường đâu làm. Rồi tao mất tư khó rồi thôi. Rồi vậy là phần xúc mình sang xong rồi đó anh em. Đơn giản, nhanh tại nhà, không có gì khó hết. Giờ mình chỉnh cái anti rồi nha anh em. Chỉnh cái anti rồi lại cái đi rồi. Chìm luôn đó, nãy còn hụ nó còn hợp, bây giờ mình làm xong cái im ru luôn rồi đó, chạy là không có bị hợp nữa. Cái anti thì quá nhuyễn luôn. Rồi, cái anti im lắm nha nè, xe Trung Quốc mà nổ cái anti quá trời ẩm luôn. Bình xăng con quay game Trung Quốc này là mình hướng dẫn cho anh em rồi đó nha. Video mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em nào thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like và nhớ nhấn vô cái chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nha. Rồi bye bye cả nhà.